ngày này tất cả ngày này dùng một phơi chân chuột khó nè dùng miếng chân chuột nè muối hay tầm bát tiết dùng miếng bằng tiệp phai chuẩn đập cơ à là đấy như do chân chuột từ điện ngày sáng sân à là đấy như do chân chuột từ ăn đậm mày ai biết aroma thịt tô chứ. À là ní chương trình bỏ dưỡng ăn rồi hai dân dâu về tập công mà đóng tiết á đó. À là nít chân chập đam cặp chân chứ đâu. Mà dân cắt thong nó bây giờ tự trang bằng tia prai á. À lời ní dân chập đam chập bằng tia.
À lần này chúng đã sang phòng tia. Nhi chúng đã bị chào tới. Nhi lần này chúng hăng cô lập cái bây giờ về tập bọc. Lần này chúng ta bắt đầu bọc kêu. Chúng ta đã mệt một món sân. Mà tiếp chúng ta đã tâm sơ cho. Hay nâng cô chi phẩm sơ giúp đỡ mà chúng ta đã cô lọc kêu cho. Lần này phong tia bỏ dưỡng mang cho anh hai. Nhưng sau vì đã chán. Tập máu dưỡng đã tập sự yêu khắp lỡ vì á. Nhưng dưỡng phần lại bên trong mát. Lần này dưỡng chập đang tra kìa. Lần này dưỡng chập đang tra kìa. Một chiếc dương đã sọc vào hôm châu. Ý ở lần này dương đã trái châu. Ý tầm mắt dương đã tập trị yêu châu. Saya suka cakap. Alah ni jeng tak jeng curuk cakap. Kalau macam ni jeng tak cakap cakap. Ayam orang buat cakap. Lần này chúng ta phòng tia để dân bán ngao mảnh cho chúng mối khó. À lần này khó chừng chưa được bỏ dân bán cho được rồi hai. À lần này chấp đám lút. Sạch phơi là ong mà. Bye bye.